Chính thức quý vị quan khách lấy ra mắt công ty cổ phần Trang Sài Gòn và giới thiệu dòng sản phẩm nước hoa độc quyền Trang Vinh Luân sẽ được bắt đầu trong vòng vài phút tới đây. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sau khi check in tại khu vực tiền sảnh, chúng ta tiến vào phía bên trong khán phòng và ổn định chỗ ngồi. Xin quý vị vui lòng chuyển thoại sang chế độ im lặng để chúng ta có thể bắt đầu chương trình. Xin chân thành cảm ơn.